Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình Coffee GP. Thì hôm nay cũng là ngày gần cuối cùng của năm 2020 rồi. Thì đầu tiên thì cho phép mình chúc tới những bạn đã trước đây đến giờ đã theo dõi mình và ủng hộ mình. Chúc các bạn một cái những ngày cuối cùng thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành nốt những cái mục tiêu cuối cùng cho những ngày cuối cùng nhá. Thì hôm nay mình có gì để chia sẻ với các bạn? Thì hôm nay thì công ty bọn mình vừa đi làm buổi cuối, tức là hôm nay một ngày nhưng bọn mình chỉ làm một buổi thôi, nhưng mà không phải là làm mà là đi dọn vệ sinh nha các bạn. Thì bọn mình đã về lúc 12 giờ trưa đấy, thì mình cũng vừa về xong đây và mình vừa tắm xong và muốn chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng luôn đấy, gần cuối cùng của tháng và của năm. Thì bọn mình từ ngày mai đã nghỉ Tết rồi, thì bọn mình đã hôm nay vừa nhận lương luôn. Thì cũng muốn chia sẻ với các bạn, trong những cái tháng vừa rồi mình chưa bao giờ khui cái bảng lương ra. Thì hôm nay ngày cũng là ngày cuối cùng mà mình nhận bảng lương, thì mình sẽ cho các bạn xem bảng lương cuối năm của mình nó như thế nào. Thì nói chung là cái bảng lương này thì cũng là không thực tế đâu các bạn, thì vì đây là có cả tiền hoàn thuế này và tiền du lịch. Tháng năm này bọn mình không đi du lịch vì dịch corona các bạn. Đấy, thì mình sẽ quay lại gần cho các bạn xem. Thì cái bảng lương của mình cuối năm, tháng cuối cùng của năm 2020 nha các bạn. Ok, và bây giờ thì mình đã quay sát gần cho các bạn xem rồi. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình khui bảng lương ra luôn các bạn này. Mình còn về chưa xem đây. Đấy, mấy người kia trên công ty xem hết rồi, trên công ty luôn. Ok, thì bây giờ mình muốn quay lại cho các bạn này. Đấy, xem bảng lương của cuối năm 2020, bảng lương cuối cùng của năm 2020 nó như thế nào. Thì bọc luôn cái này, bảng lương nó dính khá là kín đấy. Người Nhật thì ít khi mà khui bảng lương cho người khác xem nha các bạn, đây là một cái vấn đề rất là tế nhị đấy. Thì mình cũng nói trước luôn, cái bảng lương này là bảng lương không thực tế nhá, vì cuối năm này hoàn thuế này rồi tiền du lịch, cái tiền cộng gì gì các kiểu ấy, thì nó không được là chính xác vì thường là cao hơn so với những tháng khác. Đấy, ôi trời. Thôi mình xé luôn nha các bạn. Ok, thì đây là tên của mình này, Nguyễn Việt Quốc. Và đây là tháng 12 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ, đây là ngày 29 tháng 12 năm 2020. Thì đây là niên hiệu thứ hai của bên Nhật thì nó thế thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở bảng luôn cho các bạn xem. Mình cũng không hiểu, mở bảng lương xong thì mình cũng không hiểu được rõ cái tháng này nó trừ như thế nào các kiểu này. Thì mình làm là 23 công. Đấy, mình làm là 23 công thì đấy. Đấy là 161 tiếng. Đấy, thì tổng của mình đây là 27 man, tương đương với 54 triệu nha các bạn. Đấy, thì bọn mình làm cả thứ bảy, chủ nhật này. Bọn mình làm hai chủ nhật luôn, vì cái đợt ấy là hàng rất là gấp, cho nên bọn mình phải làm cả thứ bảy chủ nhật. Đấy, thì đây là cái tiền trừ. Bọn mình đáng lẽ bình thường mỗi tháng thì bọn mình sẽ trừ 7 man. Tổng 7 man thì tháng này là được hoàn tiền du lịch các bạn này. Thì mỗi tháng bọn mình đóng 500 sen, thì tức tầm 1 triệu tiền du lịch. Thì năm nay không đi thì người ta sẽ hoàn lại cho bọn mình thế. Đấy, thì nói sơ qua về tiền lương thế thôi, nhưng mình cũng không muốn giải thích về nhiều về cái bảng lương. Thì tổng thu của bọn mình của mình ấy thì là 252.000 yên, tức là 25 man nha các bạn, hơn 25 man thì tầm 55-56 triệu tập tầm thế. Thì đây là cái bảng lương không chính xác nha các bạn, thì vì đây là còn tiền hoàn du lịch các kiểu này các bạn này. Ok, thì đấy là cái bảng lương của mình. Đấy, trong này cái tờ hoàn thuế thì mỗi năm thì ví dụ các bạn gửi tiền về Việt Nam thì người ta sẽ hoàn thuế cuối năm cho các bạn. Đấy, ở video trước thì mình có đăng cho các bạn xem cái tờ hoàn thuế đấy. Thì đây là cái tờ hoàn thuế này của năm 2020 của mình, thì mình được là tầm 2 man 4 nha các bạn. Thì 2 man 4 tương đương với tầm 5 triệu đồng. Ok, thì cái này 2 man 3 cộng với
25 man thì tầm là 28, 28, 29 man thì tầm 6 mấy triệu. Cái tháng này là cái tháng nhận tiền lương không chính thức, tức là cuối năm để hoàn thuế là tiền thưởng. Tiền thưởng thì đây không có, thưởng thì mình người công ty đã thưởng vào hôm 20 rồi nha các bạn. Thì đây là cái tiền lương mà không chính thức mà nó rất là cao vì được hoàn thuế này các kiểu đấy. Đấy, tăng ca hôm nay, tháng này là tăng ca nhiều. Đấy, còn tiền du lịch nữa thì bọn mình số tiền khá là nhiều đấy. Thì tiếp một hôm, hôm thứ bảy là mình xin nghỉ để đi thi GLBT tiếng Nhật, thì mình đã mất tầm một man tầm 2 triệu. Đấy, 2 triệu mấy không biết, mình nói chung là không biết. Thì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ khui tiền lương cho các bạn xem, thì hôm tháng này nhiều, tháng này được cộng nhiều, cho nên là cũng muốn chia sẻ với các bạn. Vì thực ra cái lương bọn mình tầm 12, 13 lá thôi, tầm 27, 28 triệu thôi, không có hơn đâu nha các bạn. Thì cuối năm rồi thì khoe cái lấy động lực đấy, chứ bình thường bọn mình không được nhiều tiền như thế, được một nửa như thế này thôi nha các bạn. Đấy, thì cái video này thì cũng là muốn chúc sức khỏe đến các bạn. Thì chúc năm mới các bạn, những bạn nào mà đặt mục tiêu thế nào thì hoàn thành như thế đấy. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Thì chắc là mình cũng dừng clip này tại đây thôi. Thì mình cũng chuẩn bị đi tất niên thôi. Ok, thì mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nữa để mình có thể có nhiều cái động lực để có thể ra nhiều clip hay hơn nữa. Đấy, thì chúc những bạn ở bên Nhật này cái tờ hoàn thuế hay là tiền thừa của tháng này thì sẽ được nhiều hơn nữa. Ok, thì bye bye, hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye.